xin mời quý vị bắt đầu theo dõi bản tin FBNC ngày 22 tháng 1 và ngay sau đây sẽ là các thông tin đầu tiên. Bất chấp giá xăng giảm, CPI Hà Nội trong tháng 1 vẫn tăng. Năm 2016, kho bạc nhà nước dự kiến phát hành 220.000 tỷ đồng trái phiếu. Nửa tháng đầu năm, cả nước nhập siêu hơn 200 triệu đô la Mỹ. quý vị, số liệu thống kê của tục Tổng cục Hải quan mới ra ngày hôm qua cho thấy là trong nửa tháng đầu năm 2016, cán cân thương mại cả nước đã thâm hụt hơn 200 triệu đô la, tỷ lệ nhập siêu chiếm đến 3,6% kim ngạch xuất khẩu. Theo Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 của tháng 1, tức 15 ngày đầu tháng, đạt hơn 12 tỷ đô la Mỹ, tăng 1,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó tổng kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 5,95 tỷ đô la Mỹ, tăng 3,6% so với cùng kỳ. Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu đạt khoảng 6,17 tỷ đô la Mỹ, giảm nhẹ so với cùng kỳ. Như vậy trong nửa tháng đầu năm nay, cả nước đã nhập siêu khoảng 217 triệu đô la Mỹ, tương đương 3,6% kim ngạch xuất khẩu. Trong khi khối doanh nghiệp FDI đạt thẳng dư gần 560 triệu đô la Mỹ, thì khối doanh nghiệp trong nước thâm hụt khoảng 776 triệu đô la Mỹ. Kim ngạch xuất khẩu gia tăng chủ yếu ở một số nhóm ngành như dệt may, giày dép, máy móc thiết bị, dụng cụ, rau quả và gạo. Kim ngạch nhập khẩu tăng ở các nhóm hàng như kim loại, máy vi tính và sản phẩm linh kiện điện tử. Và theo thông tin từ ban quản lý khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh SHTB thì năm 2015, tổng giá trị xuất khẩu của SHTB chiếm đến 20% tổng kim ngạch của thành phố và dự báo sẽ còn tiếp tục tăng mạnh trong thời gian tới. Theo ban quản lý khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh SHTB, trong năm 2015, tổng giá trị xuất khẩu của SHTB đạt gần 4,67 tỷ đô la Mỹ, tăng 49,3% so với năm trước đó, vượt 16,7% so với kế hoạch đề ra. Theo đó, kim ngạch xuất khẩu trong năm qua của SHTB chiếm gần 20% tổng giá trị xuất khẩu trừ dầu thô của thành phố Hồ Chí Minh và chiếm 92% tổng giá trị xuất khẩu sản phẩm điện tử và công nghệ cao của thành phố. Do phần lớn các dự án đầu tư vào SHTB là các dự án công nghệ cao hướng về xuất khẩu, nên dự báo kim ngạch xuất khẩu từ khu công nghệ cao này sẽ tiếp tục gia tăng mạnh trong những năm sắp tới. Theo ban quản lý SHTB tính lũy kế đến nay, tại đây đã có 92 dự án đầu tư trong và ngoài nước được cấp giấy chứng nhận đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt hơn 5 tỷ đô la Mỹ. Cục thống kê thành phố Hà Nội vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 1 năm 2016 đã tăng 0,12% so với tháng trước và tăng 1,19% so với cùng kỳ. Các nhóm hàng được thống kê tăng giá bao gồm giáo dục tăng cao nhất với 3,74%, tiếp theo là nhóm may mặc tăng 0,33%, nhóm thực phẩm, nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 0,08%, Nhóm có chỉ số giảm duy nhất là nhóm giao thông, giảm 2,1%. Bất chấp trong kỳ giá xăng đã có hai lần được điều chỉnh giảm, CPI của Hà Nội vẫn tăng. Theo các chuyên gia, nguyên nhân chủ yếu là do tháng 1 là tháng cận Tết Nguyên đáng, nên nhu cầu mua sắm và sửa chữa nhà ở của người dân tăng mạnh. Và trái ngược với thành phố Hà Nội thì chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng giáp Tết của thành phố Hồ Chí Minh lại giảm nhẹ vì giá xăng dầu. Cục thống kê thành phố Hồ Chí Minh vừa cho biết CPI tháng 1 trên địa bàn thành phố đã giảm 0,03% so với tháng trước. Tuy vậy, con số này vẫn tăng 0,26% so với cùng kỳ năm ngoái. Ba nhóm hàng có chỉ số giá giảm so với tháng trước, bao gồm nhóm giao thông giảm mạnh 3,36%, Do tác động của hai lần giảm giá xăng gần đây, tiếp theo là nhóm bưu chính viễn thông và nhóm dịch vụ y tế cũng giảm nhẹ. Các nhóm hàng có chỉ số giá tiêu dùng tăng là nhóm đồ uống, thuốc lá tăng 0,42%, nhóm may mặt tăng nhẹ, nhóm nhà ở điện nước cũng tăng hơn 1%, nhóm giày dép tăng nhẹ. Các nhóm hàng này tăng do nhu cầu mua sắm cao vào dịp Tết nguyên đáng. Các nhóm hàng dịch vụ ăn uống, giáo dục và văn hóa giải trí không biến động so với tháng trước. Thưa quý vị, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng vừa ký quyết định phê duyệt chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2016 với tổng kinh phí là 90 tỷ đồng. Mục tiêu hàng đầu của chương trình xúc tiến thương mại năm nay cũng giống như mọi năm là phát triển thị trường mặt hàng xuất khẩu. Ngoài ra, chương trình năm nay còn có thêm các hoạt động khác như hội trợ chuyên ngành trong nước, hội trợ thực hiện tại nước ngoài, hội nghị quốc tế ngành hàng, Song song với việc đẩy mạnh xuất khẩu, hạn chế nhập siêu, chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2016 sẽ tập trung phát triển thị trường nội địa, nông thôn, miền núi ở các địa phương còn gặp khó khăn để vận động người Việt ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Tổng kinh phí cho các hoạt động xúc tiến thương mại quốc gia năm nay là 90 tỷ đồng, giảm 10 tỷ đồng so với năm 2015. Theo thống kê sơ bộ, chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2015 đã hỗ trợ được cho 8.850 doanh nghiệp, gần 14.500 gian hàng tại các hội chợ triển lãm trong và ngoài nước và đã thu hút được trên 3 triệu lượt khách tham quan mua sắm. Tổng giá trị các hợp đồng kinh tế ký kết qua những sự kiện này đạt trên 858 triệu đô la Mỹ. Thưa quý vị, báo cáo mới của Bộ Xây dựng mới đây cho thấy là trong năm 2015, bộ này đã quản lý thực hiện 17 dự án hỗ trợ kỹ thuật với tổng vốn tài trợ là 34,5 triệu đô la Mỹ từ nguồn vốn ODA. Các dự án hỗ trợ tập trung vào các lĩnh vực tăng cường năng lực và hoàn thiện thể chế. Hiện Bộ Xây dựng cũng đang điều phối thực hiện 3 dự án vốn vay tại các tỉnh được Ngân hàng Thế giới World Bank tài trợ, tổng mức đầu tư cho các dự án này đạt hơn 930 triệu đô la, bao gồm dự án nâng cấp đô thị tại 6 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, chương trình phát triển đô thị tại 7 tỉnh miền núi phía Bắc và dự án cấp nước và xử lý nước thải đô thị tại 10 tỉnh Và đến với chuyên mục mỗi ngày một con số ngày hôm nay thì chúng tôi xin đề cập đến con số 220.000 tỷ đồng. Đây là mức trái phiếu mà kho bạc nhà nước có kế hoạch bán ra trong năm nay. Riêng trong quý 1 năm nay thì kho bạc nhà nước sẽ phát hành 76.000 tỷ đồng trái phiếu, trong đó 45% là các trái phiếu có kỳ hạn từ 5 năm trở lên. Đồng thời với lại với loại trái phiếu mới, tức là trái phiếu không trả lãi định kỳ sẽ được phát hành mỗi quý một phiên. Cũng trong năm nay thì Bộ Tài chính đã đặt ra 4 nhiệm vụ phải thực hiện. Cụ thể là tiếp tục huy động vốn cho ngân sách nhà nước, đồng thời phát hành trái phiếu có kỳ hạn dài, trong đó kỳ hạn 5 năm trở lên sẽ chiếm 70%. Bên cạnh đó, đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài, đa dạng hóa cơ sở nhà đầu tư, kỳ hạn phát hành và chuẩn bị đưa thị trường trái phiếu phái sinh vào hoạt động. Chuyển sang một thông tin tiếp, thưa quý vị, từ nay đến năm 2020, dự kiến sẽ có thêm 22 dự án cấp điện cho 262.500 hộ dân ở các vùng nông thôn hải đảo. 22 dự án nói trên vừa được Bộ Công Thương phê duyệt nhằm đảm bảo đến năm 2020 hầu hết các hộ dân ở nông thôn có điện. Trong số 2 dự án cấp điện cho hộ dân ở các vùng nông thôn, hải đảo, có 21 dự án cấp điện cho các hộ dân nông thôn, hải đảo từ lưới điện quốc gia và dự án cấp điện từ hệ thống cung cấp nguồn điện hỗn hợp gồm điện gió, điện mặt trời và một số nguồn điện khác. Để thực hiện các dự án này, hiện Tập đoàn Điện lực Việt Nam đang chuẩn bị hơn 7.200 km đường dây trung thế, gần 13.700 km đường dây hạ thế và trên 8.500 trạm biến áp. Tính đến thời điểm này, số hộ dân tại các vùng đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa, biên giới có điện vẫn chiếm tỷ lệ thấp hơn nhiều so với các khu vực khác, cụ thể chỉ khoảng 84%. Mời quý vị tiếp tục chờ đón theo dõi bản tin FVNC với các thông tin nổi bật sau đây thuế VAT đối với xăng E5 sẽ được giảm xuống còn 5%. Liệu tấm vé TPP có giúp cánh cửa vào Úc của doanh nghiệp Việt Nam rộng mở?